Hello, xin chào bạn, chào bạn quay trở lại với channel của mình nha. Mình là trưởng Stardew, ok. Và hôm nay mình tiếp tục đánh nhau với các bạn trong group mình. Vui vãi trưởng luôn. Rồi, tôi đã tuyển được 3 thí sinh đẹp dai và cờ him bự để làm clip này với mình nha anh em. Đấy, tôi rất là vui luôn. Và cảm ơn ba bạn này trước. Đó, chúc toàn thể anh em trên kênh của mình có một buổi tối vui vẻ nhá, tràn đầy niềm vui. Rồi, và coi clip cũng rất là vui vẻ nha. Trời ơi, đấy, như vậy là cặp đôi FA ở anh em nha anh em. Đấy, Mark và Whis sẽ tỉ thí đụng độ với lại cái cặp đôi tình nhân bên kia, ở lão bố và đu thuyền. Trời ơi, ở Nam Vương lão bố thì trông rất là xoáy ca, xoáy ngầu luôn. Ở quần đen nào trắng, đội mũ cũng trắng luôn. Còn đu thuyền thì đu thuyền hoa hậu thì trông rất là dễ thương, cute anh em ạ. Còn cái cặp đôi mình chơi bên team mình chơi thì rất là buồn cười. Đó, nhỏ hiệp sĩ nhí và hải tặc nhí nha anh em. Tức là toàn trẻ con thôi, còn đang tuổi FA, tuổi dậy thì anh em ạ. Rồi, không biết là team mình có chiến thắng được team mình kia không, thì em cũng xem clip. Ồ, rất là hồi hộp luôn anh em ạ. Đấy, thì mình cũng rất là vui khi hôm nay lại được tiếp tục solo đánh nhau anh em ơi. Và như vậy là trận đấu bắt đầu rồi. Thì mình sẽ cùng ông cu Whis em ạ, ông em. Đó, theo lịch theo cốt truyện là Whis là em của Mark anh em. Rồi, thì sẽ tiếp tục lên farm quái. Đó, farm quái để nhỉnh hơn cấp bạn tí. Rồi, như vậy là Whis đã đáo đưa chiêu thức ở trên cái đường này. Rồi, lão bố đang băng vào. Vãi trường thôi, ăn bị ăn độc băng của đu thuyền rồi. Trời, các bạn đánh nhau sớm thế. Đánh nhau sớm thế, một quay tay và trở về thôn. Đấy, cầu máu tí thôi. Rồi rồi, đu thuyền đóng băng rất nhiệt tình. Rồi, tốc biến bỏ chạy luôn anh em ơi. Và như vậy là có mạng rồi. Đó, trời ơi, lão bố kia. Rồi ôi, lại bị đóng băng thôi. Đó, như vậy là có mạng rồi. Có mạng rồi. Và mình sẽ choáng luôn đây. Đấy, choáng luôn cho Whis. Nhưng mà thôi, đó, Whis ăn được mạng thì mình cũng phải bỏ mạng trong trụ thôi. Đấy, một pha úp mặt vào trong trụ. Trời ơi, không thể sống sót được anh em ạ. Đấy, lần sau có đánh nhau thì phải mang dầu ăn vào nữa. Đấy, đánh nhau như hai cái thằng đàn ông xem nào. Đấy, mặc dù là trẻ tuổi nhưng mà cái cặp đôi anh em này cũng rất là khỏe anh em ạ. Đấy, tôi trẻ mà anh em, khỏe lắm. Ờ, không, cái đôi tình yêu bên kia, tình nhân bên kia không đủ lại được đâu. Rồi sẽ ăn cái con rồng hai đầu. Rồi làm sao ạ? Làm sao em đu thuyền ơi? Ờ, ăn đu thuyền này. Đó, đu thuyền còn tí máu thôi. À quên, lão bố anh em ơi. Trời ơi, nó trắng xóa như nhau, nhìn nó chóa hết cả mắt anh em ạ. Nhìn lão bố mà cứ như đu thuyền luôn. Đấy, mà đã vậy nữ bố này còn mang bất tử anh em ơi. Nó mới bá đạo. Đấy, cho nó giống ở cái điểm đấy. Giống với các trưởng luôn. Đây thì mình sẽ farm nốt cái con quái này nha anh em. Rồi mình sẽ trở về thôi. Mình sẽ không đẩy trụ nha anh em. Rồi, ăn được ngay một mạng em ơi. Về đây bạn ơi. Rồi về với chuồng thôi, tiếp tục cuộc hành trình farm quái thôi. Khi mà anh em farm quái nhỉnh cấp hơn thì cái việc đè đường rất là hiệu quả nha anh em. Đấy, món tiếp theo mình sẽ lên cái áo choàng băng giá. Món này thì úp em đu thuyền thì em có mà chạy. Nói thật luôn. Đấy, rồi như vậy là tiếp tục lên trình chiến thôi. Đu thuyền hiện tại đang gọi là đánh đưa. Đó, đi lắc mông để khiêu gợi ở cái tên Whis nhà mình. Đó, tên Whis em mình. Nhưng mà Whis không có dễ bị gạ đâu. Trời ơi. Ok, từ từ các bác ơi. Rồi, như vậy là lão bố đang farm quái ha. Farm làm cái gì? Ok, choáng luôn này. Choáng luôn này. Choáng tiếp này. Đấy, choáng liên tục luôn. Bộc phá, chạy thôi, tốc biến. Đấy, thôi. Đấy, đớp ngay một mạng và biến về thôi. Đấy, đơn giản dễ chơi mà này, nhanh có thưởng. Ồ, ăn ngay cái tăng tốc chạy. Và sau đó là mình sẽ tiếp tục farm quái nhá. Lão bố đang a cong a cong. Rồi, a cong a cong. Ok, như vậy là Whis đang ăn rồng lộn anh em ơi. Đấy, trận đấu này thì Whis mang trừng trị, cho nên việc ăn rồng cũng rất là nhanh. Và món tiếp theo thì mình sẽ lên một cái gì được nhờ. Khiên điện thoại chăng? Hay là ok, lên cái khiên khiên thất truyền. À, khiên điện thoại nhá anh em. Cái khiên này thì khi mà tướng địch đánh anh em thì tướng địch sẽ tự bị làm chậm. Đây là mình sẽ bay vào điêu thuyền. Đó, lái máy bay bà già này. Trời ơi, lái xịt rồi, bị ăn độc băng. Rồi, trở về thôi. Đó, sử dụng chiêu 2 bỏ về thôi. Ồ, Whis có chết không? Ok, Whis không chết rồi. Ok, đánh luôn. Ok, lỗ bố kia, trời ơi, để nó chạy về rồi. Vãi cả trường luôn. Một pha thoát chết rất là hay đến từ lão bố. Quả đấy mình cũng không để ý lắm anh em ạ. Không là lão bố làm sao mà chạy được quả đấy. Mình lại cứ tưởng Whis chết pha đấy cơ. Nhưng mà vẫn là sống sót trong giao tranh.
Ok thì mình sẽ tiếp tục farm được nhanh em. Ở hy vọng là cái trận đấu này sẽ win. Mà cái tầm này thì win nữa rồi còn đâu em ơi. 6-1 rồi. Bây giờ muốn kết thúc game sớm thì cũng được thôi. Nhưng mà thôi cố gắng là farm lết đồ nhanh em. Đánh cho nó công bằng. Để xem cái cặp đôi anh em chiến thắng hay là cặp đôi tình nhân chiến thắng. Rồi, nái máy bay. Mình đến đây bạn ơi, thuyền ơi, thuyền của Magma, trời ơi bị đóng băng ngay. Rồi, Whit đang gọi là mưa đạn em ạ. Rồi, có ngay một mạng huyền thoại luôn. Whit ngày hôm nay đánh rất là hay. Đấy, mình thì mình sẽ lên full tanh để bảo kê Whit nha anh em. Đấy, thôi về thôi. Không đẩy trụ nha anh em. Đánh nó phải lịch sự, trời ơi. Ok, mình sẽ di chuyển biển về thôi. Và đợi cái hồi ulti thì mình sẽ bay lên luôn. Đó, bay lên trời. Online chơi cái vị tướng này thì anh em rất là sướng em ạ. Đấy, chỉ có bay thôi. Chỉ có việc bay thôi. Anh em đỡ phải di chuyển. Ok, đã lên được cái quân chương choi. Cái quân chương choi này thì cái khả năng chống chịu sát thương từ đu thuyền nó rất là cao. Đấy, mình sẽ lên cái này để mình bảo kê cho Whit nha anh em. Rồi, Whit đang farm rồng. Và mình sẽ ra đây mình gọi là mình nhây này. Nó nhây tới bến. Rồi ăn đóng băng luôn. Ôi giời ơi làm sao. Làm sao anh bố ơi. Làm sao. Đù thuyền ơi. Bạn đi xa quá rồi. Một quay tay nhưng mà không có mạng luôn. Trời đúng là thánh KS rồi. Ông em của mình ngày hôm nay chắc là sẽ nhận được MVP rồi các bạn. Đánh rất là hay luôn. Bắn rất là thốn em ơi. Đấy đừng có đùa với này cặp đôi FA. Cặp đôi anh em này. Đó. Đấy mình sẽ nhường thôi. Mình là anh mà anh em. Đấy. Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Phải đâu chuyện đùa. Đấy. Thấy em bé khóc à. Ok. Nhưng mà trận đấu này thì cái em Whit thì em có khóc cái pha nào đâu. Em đớp mạng của anh như kiểu là ôi rồi. Từ từ các bạn ơi. Đấy như vậy là mình đã thấy mặt của đu thuyền. Mình sẽ bật ulti này. Mình sẽ ne đu thuyền nhanh em. Đó bay vào đu thuyền này. Ok. Anh tới đây. Thuyền ơi. Trời ơi dừng bước ngay tại chỗ lưu bố anh em ơi. Ok quay tay thần trưởng và đu thuyền sẽ phải lên bảng. Đấy. Mình sẽ gọi là vào đây cân luôn này. Tôi đứng trong trụ này. Ôi thôi. Ôi kìa. Ôi trời ơi. Trụ bắn kìa. Ôi thôi. Ui trời ơi. Một pha gọi là hai tên anh em ạ. Bay hết vào trong bể nước thôi. Đó trong bệ đá cổ. Rồi luôn. Bãi cả trưởng ạ. Khổ thân tôi và cái trụ nó quét sạch em ơi. Lần đầu tiên trong lịch sử thấy cái trụ nó quét sạch. Đấy trụ quét sạch. Đấy lần đầu em chứng kiến cái trụ quét sạch nhá anh em. Anh em đã bao giờ nhìn thấy trụ quét sạch chưa? Ok. Bãi trưởng. Rồi thì mình sẽ đợi ông em của mình. Đó ông Whit của mình sống dậy thì mình sẽ lên trình chiến nhá anh em. Đấy bật ulti bay lên luôn. Đó bay lên luôn cho nhanh. Nào ông đua không? Ông Whit đua không? Đua làm sao được. Ok dừng chân dừng bước ở đây. Ồ không nên nhiều lĩnh bay vào trụ làm cái gì. Đu thuyền nó đóng băng một phát là nó ulti. Với lại lữ bố đánh chết ấy. Đấy chơi con này nó có cái sát thương chuẩn. Đánh rất là sướng luôn. Rồi làm sao. Lão bố ư. Mình nhây đến bến luôn. Đấy lé được hết chiêu của đu thuyền. Đu thuyền làm sao mà đóng băng được. Đấy né luôn. Đó né điên cuồng luôn. Thôi tôi tốc biến bỏ chạy thôi. Trời ơi còn tí máu thôi anh em ơi. Đấy cuối cùng là nhây lại phải về thôi. Nhây với các bạn tí thôi mà. Rồi mình sẽ sang đây đi về nha anh em. Và cái ulti của mình nó cũng hồi rồi. Khi mà anh em biến về hồi được tí HP thì mình sẽ bay lên luôn nha anh em. Cho nhanh. Đỡ phải chạy mất thời gian. Đây này mình sẽ bay này. Nào. Thí sinh nào sẽ bị tên nái máy bay bà già. Nái vào người đây. Ok dừng đây. Ôi giời ơi. Dừng đây bị rốt đuôi anh em ạ. Nó không cho... cho qua luôn. Vãi trưởng. Ok. Hiện tại mới 8 phút thôi. Mình sẽ cố gắng đánh thêm một chút nữa nha anh em. Bởi vì kết thúc cái game tầm này nó cũng sớm. Mà nó không vui mấy. Đấy. Đợi hai bạn này farm đủ đồ đã rồi. Bịp mặt cái tên điêu thuyền rồi. Điêu thuyền tốc biến bỏ về rồi. Đánh rất hay. Rồi lão bố bật bất tử luôn. Vãi trưởng. Ok quay tay trong trụ này. Các bạn ơi bay vào. Rồi. Lão bố còn tí máu thôi. Úi dồi ôi, để nó về rồi. Trời ơi. Làm ăn như thế à. Bác, ông em của mình. Rất là nhát anh em ạ. Ok, lính em yêu. Rồi, thân mật quá anh em ạ. Thân mật vậy là phải đập thôi. Ok, tiếp tục là ăn cái con rồng hai đầu nhìn em. Ok, trận đấu này thì team mình ăn rồng toàn tập rồi.
ở dòng ra đến đâu là ăn đến đấy. Có khi là mình sẽ phải núp ở một chỗ để cho quýt đánh nhau anh em ạ. Ok, ôi thôi lại bị đóng băng rồi. Đây mình sẽ bay nhanh em. Ôi thôi hết chiêu bay rồi. Ê, hết bay rồi. Hết bay rồi nhưng mà mình vẫn nhây nhanh nhá. Nhây đến cùng. Chơi điêu thuyền này. Ok, né liên tục luôn. Rồi làm sao bác lão bú ư? Bác đòi ăn quýt nhà mình ư? Thôi quýt sấp mặt rồi. Quýt vẫn còn giáp hồi sinh sao ấy? À vẫn chưa. Hết giáp hồi sinh em ơi. Ok tôi chơi luôn. Rồi làm sao tốc biến bỏ về thôi. Và anh cả trưởng luôn. Quýt bị đóng băng chết luôn anh em ạ. Đấy khả năng sốc đam của tem bên kia thì khi mà đóng băng là chết luôn nhỉ anh em. Đấy cho nên đánh phải cẩn thận. Cái tầm này về lết rồi. Để ô đóng băng cho cái là chết đòn đấy. Rồi mình sẽ trở về với ông Quýt thôi. Nói bảo kê ông Quýt như kiểu là một cái vật thể gì đó quý báu nhất có thể anh em ạ. Ok trở về thôi. Hiện tại là bây giờ là bay vào trụ tem bạn đập cũng win thôi. Đấy. Nhưng mà cũng phải nhây tí đã. Nhây vớ vẩn là bị lật kèo vỡ mồm anh em ạ. Ok này máy bay này. Này 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 này. Dừng chân dừng bước này. Chơi luôn đu thuyền trong trụ này. Thôi em đùa ấy. Thôi đu thuyền bật ulti trong trụ thì em nào dám chơi. Em nào dám chơi. Anh lão bố. Anh lão bố anh thấy mình trâu của anh không dám đánh nữa rồi. Đấy. Gọi là tôi buông xuôi tất cả anh em ạ. Rồi. Bây giờ là mình sẽ với cùng ông em của mình nên kết hợp nhé anh em. Đó nên đánh nhau như hai thằng đàn ông. Nào em ơi. Đâu rồi em ơi? Em quýt đâu rồi? Thôi kệ em. Đấy thì mình sẽ đi farm bình thường đã. Đấy xin cái con quái đá nhé anh em. Con blue. Mặc dù có blue rồi nhưng mà mình vẫn thêm cái blue nữa cho chắc. Rồi ok bay này. Bay này. Quýt ơi để ý này. Rồi. Tôi sẽ bay vào đây. Rồi luôn, vừa bay vào cái mình sẽ sử dụng ngắt lại. Thế là tí nữa thì bạn đóng băng anh em ạ. Rồi chơi luôn này, chơi luôn trong trụ này. Lão bố và đu thuyền. Đu thuyền bị ăn bắt, rồi đu thuyền chạy đâu. Né luôn chiêu đóng băng. Rồi đu thuyền đã bị lên bảng điểm số. Ok chơi luôn này. Sợ cái gì, đập luôn. Chơi luôn bộc phá luôn. Ok chơi luôn trong trụ này. Chơi luôn, đúng rồi, ok. Như vậy là hai mạng em ơi. Đấy sự kết hợp của cặp anh em nó cứ phải gọi. Ơ ôi vãi trường. Ô nã bố còn giáp hồi sinh em ơi. Ô vãi. Đúng là không thể tin nổi anh em ạ. Ôi không sao. Có khi làm pha combat cuối nữa thì thôi sẽ kết thúc game anh em ơi. Cái tầm này thì tem bạn là không chống cự được anh em ạ. Bởi vì quýt là quá là xanh luôn. Xanh chuối vãi cả trưởng. Còn hai anh em nhá. Hai anh em kết hợp rất là xanh luôn. Đấy. Pha cuối. Rồi ok pha cuối luôn. Và kết thúc game luôn. Và chào tạm biệt anh em thôi. Đấy. Lão bố một mình cân hết. Nhưng mà không bảo kê được đu thuyền rồi. Ở đu thuyền cứ nhảy ra cái là bị mình xích thôi. Bị mình choáng cũng như gọi là bay vào. Ok từ từ. Từ từ về cho tem bạn đẩy trụ đã. Đẩy quái đã. Thôi xong rồi Quýt ơi. Quýt đã phải lên bảng rồi. Làm sao. Úi dồi ôi đu. Lão bố làm cái gì bạn ơi? Mình ăn đu thuyền thôi. Đấy. Xoáy ca lão bố à. Không bảo vệ được đu thuyền rồi. Đu thuyền đã bị ăn đóng. Và mình né luôn chiêu đóng băng rồi. Đu thuyền bất lực. Đấy. Như vậy là lão bố bất lực anh em ạ. Nhìn đu thuyền ra đi. Trời ơi bạn có tức không? Làm chồng mà như vậy à. Để con vợ mình nó chết thay vậy à. Rồi làm sao. Cái tội này là tội này là tội khinh thường. Đó tội này là tội không bảo kê vợ mình. Đấy tội này phải là tội đập. Đấy đập luôn. Chạy đi đâu. Chạy này. Bạn chạy đi. Bạn chạy đi. Đấm chạy luôn này. Rồi quét sạch luôn anh em ơi. Đấy anh em có thể thấy thôi. Một mình là đủ. Đấy cần gì bạn Quýt nữa. Cần gì ông em Quýt nữa. Đấy có khi là hiệp đầu là mình sẽ bay vào đi. Còn hiệp sau là ông Quýt sẽ bay vào. Đấy. Ok cuối đi. Rồi cuối luôn. Cái câu cuối là từ nãy giờ rồi. Đấy. Chua solo vui đi anh em ơi. Không có phân biệt thắng hay thua nha anh em. Đấy chất tướng mà anh em. Solo giao lưu giải trí thôi. Cho nên anh em nào mà có gọi là chê trước các bạn kia cũng như chê mình là không được nha anh em. Đây là giao lưu giải trí cho nên anh em ít phàn nàn về cái chuyện đây. Đó vui là chính thôi. Ok tiếp tục farm quái thôi. Hiện tại là mắc hết đồ rồi, 19k vàng rồi. Bay này. Thôi đùa đấy. Bay vào là chết đấy. Cái tầm này về lết hết rồi.
bay vào đu thuyền nó đóng băng cái là thôi. Bye bye. Rồi đu thuyền ơi. Rồi, Quýt đã phải lên bảng. Quýt còn giáp hồi sinh nữa. Rồi mình sẽ ôm cho Quýt này. Rồi ôm cho Quýt này chơi luôn này. Đu thuyền đã lên bảng điểm số. Còn mỗi lão bố nữa thôi. Mình sẽ ôm cho. Trời ơi, Quýt vẫn phải sập mặt anh em ơi. Rồi làm sao? Mình sẽ bảo thù cho Quýt. Đó, trả thù cho Quýt nhanh em. Đó, chạy đâu? Lão bố à? Vô địch chiến thần này. Ok, bộc phá chết luôn. Hình như là còn giáp thiên thần nữa. Đây, mình sẽ bay vào nha anh em. Ok, chơi luôn. Chơi luôn cho nó nóng này. Rồi làm sao tốc biến luôn. Chơi luôn trong trụ. Chơi luôn trong trụ này. Ok, chơi luôn. Ôi thôi. Trời ơi. Như vậy là mình sấp mặt và trụ nó cũng mất rồi. Thì cảm ơn anh em đã xem clip. Nếu thấy hay đừng quên ủng hộ mình một like, một đăng ký nhá. Bye bye anh em. Mãi yêu.